Bắt đầu từ sáng nay ngày 30 tháng 9, thành phố Đà Nẵng đã mở các bãi tắm công cộng và cho phép người dân tắm biển trở lại sau thời gian dài tạm dừng để phòng chống dịch COVID-19. Sáng nay nhiều người dân thành phố đã dậy từ sớm để có thể đi tắm biển. Đây là một trong những hoạt động được cho phép bắt đầu từ hôm nay sau hơn 3 tháng phải tạm dừng để phòng chống dịch COVID-19. Người dân được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định 5K, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang khi ở trên bờ và giữ khoảng cách với nhau. Lực lượng chức năng cũng đã bố trí thêm các biển cảnh báo nhắc nhở người dân về các biện pháp phòng dịch. Người dân chỉ được phép tắm biển trong khung giờ từ 4 giờ 30 đến 6 giờ 30 sáng và các dịch vụ như tắm nước ngọt, giải trí thể thao biển cũng chưa được phép mở lại.